đến bước 4 lúc này mới bắt đầu thở ra. Các bạn nghe này. Bước thứ nhất, hít vào, hít không khí vào, đồng thời tưởng tượng một là hơi sương khói từ 19 đến khí hải, than điện. Bước này mất từ 1 đến 2 giây. Đến bước 2, không hít vào, không thở ra, tụ làn hơi sương khói tại đây từ 2 đến 3 giây. Đến bước 3, đưa làn hơi sương khói vừa nãy quay trở lại 19. Trong bước 3 này cũng không hít vào, không thở ra là xong. Dạ. Ok, các bác có vướng mắc gì không? Có vướng mắc gì mình bắt đầu vào tập nhá. Rồi, bây giờ mình bắt đầu này.